con là 21. Nếu 70 là 21 là mới đủ cơm. Bằng nãy là em là 200 là 135. Những người đi vay mượn là coi như là cái đó là khi mà làm rỉnh, nó là làm rỉnh không có, coi như là từ thiện hay muốn mới đi vay mượn mà để mà làm rỉnh. Nói rõ ràng không, mọi người đó là làm rỉnh không? Thank you.
Thank you.
đi trước mà. 2, 2, 3. Không, cái đó khỏi, cái đó không chấp nữa, cái đó là dùng quá lấy cuốn mà hai hộp lên lấy cuốn quá đi, là tốt là nó bể. Không hai quá, để còn cái là gì nó để cột nó. Thank you.
Thank you.
Hai hai bị tiền dầu là hai này kẹp chỗ này bị ấy.